Anh Chi xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Ngọc Linh Lan đăng trên trang Việt Nam Thời Báo. Xuân Bắc xin lỗi, Xuân Phúc thì chưa thấy. Xuân Bắc xin lỗi vì đã chửi dân. Còn trong vụ kit test Việt Á, Xuân Phúc đã giết dân. Sao chưa thấy ông ấy xin lỗi nhỉ? Ngành chức năng đã lên tiếng trước sự phẫn nộ của khán giả khi Xuân Bắc tung cái tác vào mặt khán giả. Nhưng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ xem xét xử lý nếu nghệ sĩ Xuân Bắc vi phạm cá nhân tôi và chắc là nhiều người giỏi theo vụ xuân bắc mong bộ với quy định hiện hành cần dứt khoát gọi tên vi phạm nghiêm khắc cũng là cách giáo dục hiệu quả cần tiếp cận vấn đề của xuân bắc xúc phạm khán giả một cách thẳng thắn để anh ấy sửa tật mình và chỉnh huấn cho nhiều người khác người của công chúng đông đảo khán giả mong bao công sớm thăng đường xử vụ truyện ngụ ngôn của xuân bắc và từ cách mà nhà chức trách đang muốn xử trí vụ việc trên cho thấy cũng cần đặt tiếp vấn đề xử trí chuyện giết dân bằng chính sách Zero Covid. Cứ ba hôm là một lần trọt thời bộ đôi Xuân Phúc Đức Đàm. Từ chức nhưng họ lại không có lời tạ tội nào trước quốc dân. Một người bạn là bác sĩ ngoại thần kinh từng làm việc tại Bệnh viện Trợ Rẫy. Dịp Tết vừa qua đã nói rằng, có trách bộ đôi Xuân Phúc Đức Đam đến đâu đi nữa thì cũng nên thông cảm cho họ, bởi chế độ này nó vốn như vậy mà. Giới thầy thuốc tụi tôi đó, lúc cà rỡn hay nói vui rằng Duy chỉ có một nghề, bạn không cần phải biết nhiều nhưng vẫn làm được và rất dễ thành công Đó là nghề y Bạn không cần học ra bác sĩ hay điều dưỡng kỹ thuật viên Bạn chỉ cần làm sao có chân trong bảo hiểm y tế Là bạn có quyền quy định bác sĩ phải chữa làm sao cho thuốc gì Tất cả bọn bác sĩ, từ giáo sư tiến sĩ đến chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 Cứ là phải nghe theo rầm rách Hồi dịch vừa qua, ban chỉ đạo phòng chống dịch thường chỉ có một anh bác sĩ có mặt cho nó sang thôi, chứ cũng chẳng có quyền gì đâu. Mọi việc do lãnh đạo quyết, bao nhiêu hoa hồng kit test do lãnh đạo nhận. Bọn bác sĩ chỉ có trách nhiệm làm theo nghị quyết. Hàng ngàn tỷ đồng tiền hối lộ vụ kit test. Làm gì có bác sĩ điều dưỡng kỹ thuật viên nào được nhận đâu dù chỉ một đồng xu lẻ. Chỉ có mấy lãnh đạo ngành y mới được nhận tiền phần trăm hộ Hy vọng được mấy sếp cho hưởng sái chút chút. Và sau dịch thì ôi, oh, đi tù thay cho các xếp. Từ nhận xét trên của ông bác sĩ cho thấy, quả tình người dân còn mù mờ không rõ cái sự thật, cái thực chất tội lỗi của quan chức bị kỷ luật. Vậy là chừng đó dân bị tước cái quyền đòi hỏi tòa án phán xử đúng tội của quan chức ấy. Sự ra đi của các ông Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam vừa qua còn để lại nhiều dấu hỏi trong dân chính vì vậy mà dư luận không tỏ sự hồ hởi cho lắm về cái sự mà các vị lãnh đạo cao cấp trên bị kỷ luật bởi ai cũng hiểu rằng khó có quan chức nào tự nguyện rời ghế quyền lực và bỗng lộc của mình đa số là cố bám rịt cho đến khi coi xe cảnh sát rú lên trước cổng tóm gọn ở đây là sự thật cần phải được phơi bày khi sự thật chưa được phơi bày thì sự bất công đối với người dân vẫn còn đó và cái xấu xa cái ác vẫn còn đó Điều quan trọng nữa, sức ép từ chức không thể chỉ là màn diễn của phe nhóm quyền lực mà phải với bất cứ ai dù ở vị trí cao nào. Đó cũng là sự công bằng dành cho người dân vì người dân luôn phải có quyền được phục vụ bởi những quan chức thực sự tử tế chứ không phải là những quan chức chưa bị lộ sự không tử tế. Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân công nhận tôn trọng bảo vệ và bảo đảm quyền con người quyền công dân thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh mọi người có cuộc sống ấm no tự do hạnh phúc có điều kiện phát triển toàn diện trích điều 3 hiến pháp năm 2013 Vừa rồi là bài viết của tác giả Ngọc Linh Lan. Tiếp nối chương trình, anh Chi kính mời quý vị theo dõi bài viết chia sẻ trên trang Facebook Thái Văn Đường. Tôn giáo Cộng sản cùng những trò kinh doanh. Mới hay tin, chiều nay, Bộ Công an đến chùa Bửu Đài Sơn để làm việc với trụ trì sư thầy Thích Bửu Minh về việc nhà chùa là nơi nhịp cầu nối cho bà Trần Thị Nguyệt Thu tham nhũng. Được biết, qua nhiều lần làm việc, sư thầy Thích Bửu Minh đều đã khai rằng các doanh nhân doanh nghiệp quan chức tới chùa Cúng Dường đều phải chia cho bà Thu theo tỷ lệ 70-30. Con số chưa tổng hợp kỹ, khoảng trên 1.000 tỷ đồng. Nhà chùa giữ lại 30%, còn bà Thu hưởng 70%, nhưng đều được chuyển đi tài khoản nước ngoài. Để có được mối liên kết như ngày hôm nay giữa sư thầy Thích Bửu Minh và bà Trần Thị Nguyệt Thu đều do xuất phát từ một người phụ nữ tên Hằng. Hiện nay, cặp đôi Hyundai Tucson màu trắng 43A9927 mà bà Hằng đang sử dụng, còn chiếc màu đỏ 43A9928 nhà chùa sử dụng của thời ông Nguyễn Xuân Phúc còn đương kim chủ tịch tỉnh Quảng Nam trong một chuyến du xuân bà Hằng đã đưa bà Thu đi tới đảo Lý Sơn lễ Phật chẳng hiểu sao đến đó bà Thu đã bị hồn vong nhập hoảng bà Hằng phán một câu tương lai của chị phải là mẫu nghi thiên hạ cái câu nói thật bâng quơ của bà Hằng đã khiến cho bà Thu thật lòng tâm đắc một ngày đẹp trời bà Hằng đã dẫn bà Thu tới bửu đài Sơn để tu tập cũng tại đây, bà Hằng kết nối bà Thu với sư thầy Thích Bửu Minh. Kể từ đó, hai bà Hằng Thu thường xuyên lui tới. Chính vì vậy mà Bửu Đài Sơn bỗng trở nên là điểm hẹn, nhịp cầu nối để các doanh nhân doanh nghiệp và các quan chức muốn gặp gỡ mẫu nghi thiên hạ để nhất quản. Một lệ bất thành văn, dù xa hay gần, dù to hay bé, nhiều hay ít, cúng dường cho Bửu Đài Sơn bao nhiêu là bà Thu luôn cổ phần 70% trọn vẹn. Đến nay, sư thầy Thích Bửu Minh khai rằng mới có nhận được cúng dường hơn 1.000 tỷ đồng chứ mấy á. Công nhận làm giàu không khó ha quý vị. Nhưng đây là con số sư thầy khai, còn con số thực thì chưa biết là bao nhiêu. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình phát sóng trên kênh Tâm Thức Việt TTV. Hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau.